chưa? Rồi mời ông lên đây. Ông đã được ơn gì của chú ông chia sẻ cho mọi người? Dạ. Xin con. Rồi ông được ơn gì của chú nói ngay. Dạ thưa cha, con là năm 2010 là con bị ập xe gan, 6 độ điều trị 2 năm liên tục mà ngày đêm là cứ sốt liên miên. Sau đó là con vào bệnh viện ung bướu là coi như chụp CT rồi chụp cấp lớp chụp huyết toàn bộ là lại bị một là gan phải là bị khối u. Rồi có khối u ở bên gan bên phải rồi sao nữa? Một là gan bên phải là áp xe. Sau là điều trị một thời gian lâu là uống thuốc nhiều hơn để chuyển sang bên tần hoàn nào và lại là thay hóa đột trung bộ và thay hóa xương bên này. Là cái thời gian mà 2 năm mới đó là con chưa biết lòng thương cho Chúa mà sốt triền miên là con cứ lấy anh Đức Mẹ mà ngày đêm là con cầu xin Đức Mẹ một ngày là 100 trang hạt Đức Mẹ về Đức Mẹ bên coi rồi Đức Mẹ hằng cứu giúp. Nữ con là coi như là con lấy cái quyển sách mà của vợ con á là ở bên Thành Tâm là con chuyên môn 3 giờ chiều là con vẫn đọc lòng thương xót. Nhưng mà đến khi đấy biết được là giao niềm tin mừng là coi như lòng thương xót của Chúa thì vợ con là vào lúc tháng 3 vừa rồi đấy là coi như con không biết nhân tin là con thiết thái là thứ vào là con xin cha và cộng đoàn là cầu nguyện cho gia đình con và con vì vợ con cùng là coi như là tăng huyết áp này 220 rồi là cùng tần hoàn nào rồi soi thận soi mật mà hai ông bà là vẫn thuốc men là triền miên mà có hai ông bà ở với nhau quán cãi thì hiện ra riêng hết kẹt rồi thì con cứ ngày đêm là cầu khẩn là Đức Mẹ rồi là coi như là trang hạt là suốt ngày suốt đêm mà rửa là cả hai ông bà. Sau đó là bà đi vào ở trong giao điểm tin mừng đấy là coi như con về là coi như là con thầy gửi thứ bảo cho cha với cộng đoàn cầu nguyện đó con thầy khỏe là bắt đầu là con lại lên bệnh viện là coi như con nói đi chùa của chùa nhưng mà cũng con cũng không phải là nghĩ rằng là chùa là con thưa tin nhưng mà con tin thật nhưng mà con cũng nói là con cuối cùng thì sao đi siêu âm lại thì kết quả là sao? Cũng là con đi siêu âm tổng hợp toàn bộ cả ông cả bà là bác sĩ tiến sĩ và thạc sĩ là phê cho con là ông không có bất bình gì cả hết. Hallelujah. Rồi còn bà? Bà hiện nay là coi như là cũng là tăng huyết áp cao cha nè, rồi là coi như là xoay thần xoay mặt mà mấy mộ mà bà nhặt gắn lòng mà bà nói tôi có chết tôi không mộ mà vì tôi để thì tôi chết nên cho tôi còn tôi mộ tôi sợ lòng vì sức cùng yêu. Bây giờ sức khỏe bây giờ bệnh của bà sao? Mà ở dưới nhà quán đi kiểm tra lại cũng thôi hết sạch rồi. Hết sạch rồi. Hallelujah. Rồi ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Là Do An Nguyễn Bình Thiên ở dạo hạt là quái cỡ họ mà quái như sư là sư Đồng Phong. Bao nhiêu tuổi? Con là 71 tuổi. Còn bà? Là 67 tuổi. Rồi xin cho chúc mừng hai ông bà. Ông có tên thánh ông là gì? Tên thánh con là Do An Bautista. Rồi tên thánh là Do An Bautista, đây tặng cho ông cái máy 365 bài giảng nha. Rồi, đây tặng cho bà ấy một bia trần chuỗi mừng tôi, ông về ông tặng cho bà nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông bà. Vâng, mời ông bà đi xuống. Rồi, mời bé, con lên đây con.